Video, lối vào một chung cư mini khác cùng chủ với căn bị cháy ở Khương Hạ khiến nhiều người rùng mình, lo sợ thảm cảnh có thể ập đến. Đó là căn chung cư mini nằm ở địa chỉ số 58BC ngõ 117 Thái Hà. Đây là căn chung cư mini khác của bị can Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân bị cháy đêm 12 tháng 9 làm 56 người thiệt mạng. Sau khi xảy ra vụ cháy thảm họa tại chung cư mini Khương Hạ ngày 14 tháng 9, cơ quan chức năng đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra khẩn cấp việc thực hiện quy định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà ở ngõ 117 Thái Hà. Ghi nhận của VTC News sáng 15 tháng 9 cho thấy, tòa nhà nằm sâu trong ngõ 117 Thái Hà, đặc biệt, ngách dẫn vào nhà rất hẹp, chỉ vừa cho một xe máy đi qua. Với vị trí này, nếu không may hỏa hoạn xảy ra thì xe chữa cháy sẽ không thể tiếp cận trực tiếp được công trình, chỉ có thể đỗ ở đầu ngõ trước lối vào tòa nhà, cách khoảng 100m. Cận cảnh lối vào chật hẹp dẫn đến số nhà 58BC. Nhiều người lo ngại nói, nếu bất cứ sự cố gì xảy ra thì việc cư dân di tản cũng đã rất khó khăn, chứ chưa nói đến công tác cứu hộ. Lối vào của chung cư này dài khoảng hơn 10m, rộng khoảng hơn 1m. Đây là lối vào duy nhất của căn chung cư hiện bao gồm 50 căn hộ, với hàng trăm cư dân sinh sống tại đó. Ai cũng bị ám ảnh về vụ hỏa hoạn xảy ra quá kinh hoàng ở Khương Hạ. Từ hôm xảy ra vụ cháy đến nay, chúng tôi thay nhau trực 24 giờ ở phòng bảo vệ. Riêng xe điện bị cấm sạc qua đêm và chỉ được để ở vị trí gần cửa ra vào nhất. Nếu có vấn đề gì thì ngay lập tức quăng ra ngoài, một cư dân sinh sống tại tòa nhà nói. Theo kiểm tra của cơ quan chức năng, tòa nhà có diện tích mặt bằng khoảng 210m², tầng 1 bố trí khu vực để xe máy, một phòng bảo vệ, một phòng căn hộ. Từ tầng lửng đến tầng tum, chủ nhà ngăn,